Khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024. Minh niên khai bút, bút khai ba. Vạn sự giai thành phước lộc đa. Đa tử đa tôn, đa phú quý. Đắc tài đắc lộc, đắc vinh hoa. Khai bút đầu xuân là một phong tục truyền thống của người Việt, có nghĩa là viết những nét chữ đầu tiên trong năm mới. Phong tục này được bắt nguồn từ thời nhà Lý khi vua lý thái tổ đã ra lệnh cho các quan văn võ trong triều phải viết bài văn tế tiên vương để tưởng nhớ những vị vua đã khuất ngay sau thời khắc giao thừa ở những khoảng thời gian đầu tiên của năm mới mọi người lại tự lựa chọn cho mình một thời điểm tốt có khi còn xem ngày giờ tốt đẹp nhất hợp với tuổi của mình nhất để làm lễ khai bút tục khai bút đầu năm là một trong những nét phong tục rất đặc sắc và ý nghĩa trong ngày tết việt nam đặc biệt nó thường được các học sĩ những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường những người làm công việc liên quan tới viết lách bút nhiên thực hiện khai bút đầu xuân không phải là một nghi lễ bắt buộc thực hiện trong ngày tết nhưng đã từ lâu phong tục này đã được duy trì như là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người việt theo phong tục xa xưa thường những ông đồ thầy đồ học sĩ sẽ thực hiện khi thức khai bút đầu năm ngay sau lễ cũng giao thừa họ sẽ tiến hành đốt lư trầm bên bàn viết cầm bút thảo những câu đối hay những chữ mang ý nghĩa lên giấy đỏ hoặc lên giấy hoa tiên. Đây sẽ là những câu mang ý nghĩa tốt đẹp như một lời cầu chúc cho năm mới an khang, thịnh vượng và may mắn. Cũng theo quan niệm dân gian, những nét chữ khai bút đầu xuân là phải do mình tự nghĩ ra, không nên sao hay chép của người khác. Những dòng chữ đó có thể chỉ đơn giản ghi họ tên, quê quán của chính người cầm bút hoặc là một vài vần thơ ngẫu hứng được viết lên. Đôi khi, nó cũng chỉ đơn giản là những xúc cảm hay những mong ước tốt đẹp về gia đình bạn bè công việc học hành thi cử phong tục khai bút đầu xuân ngày nay đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn được duy trì ở nhiều gia đình việt nó không chỉ đơn giản là sự trượng trưng cho sự khởi đầu của sự nghiệp học hành mà còn gửi gắm biết bao tâm tư nguyện vọng về một năm mới sẽ thật hạnh phúc thành công và suôn sẻ dùi mài kim sử nội dung và ý nghĩa của bài thơ bài thơ bắt đầu bằng việc khai bút đầu xuân tượng trưng cho việc viết những nét chữ đầu tiên trong năm mới câu thơ minh niên khai bút bút khai ba thể hiện sự trọng thể và tôn trọng của việc viết chữ đầu năm câu thơ vạn sự giai thành phước lộc đa chúc phúc cho mọi việc thành công tài lộc đầy đủ câu thơ đa tử đa tôn đa phú quý thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với thầy cô cha mẹ người thân câu thơ đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa mong muốn có được tài lộc danh vọng và phú quý trong cuộc sống bài thơ khai bút đầu xuân thể hiện lòng thành kính tôn trọng truyền thống văn hóa của người việt từng câu thơ chứa đựng những lời chúc tốt đẹp mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc danh vọng và hạnh phúc trong năm mới chúc bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe hạnh phúc và thành công